cùng trò chuyện với chuyên gia phong thủy Nguyễn Quang Minh. Nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh, thầy giáo Nguyễn Quang Minh ạ. Chuyên gia Nguyễn Quang Minh. Chúng ta sẽ bắt đầu của thế giới với những mong ước của mình, với những tri thức truyền thống của 6.000 năm. Ông đánh giá là năm 2018 chúng ta có đạt được những thành tựu gì? Thiên thời, địa lợi và nhân hòa chính là chìa khóa được mở tung cho các ước mơ của chúng ta. Bàn về vận khí của năm 2019, năm Kỷ Hợi với thiên can dương mộc giáp, địa chi âm thủy hợi, khí vận giáp kỷ hóa thổ. Chúng ta có một vài các cái quan sát trong kiểu tinh của huyền công. Vì cái sự phân bố của trường khí là một trong số những cái thông tin đặc biệt quan trọng trong vận dụng của năm 2019. Có một cái khái quát vị trí trung ương, bát bạch thổ tinh đang đứng an ngữ tại vị trí trung ương. Do cái thuộc tính là thổ cục, lưỡng thổ, mà trong toàn bộ của ngũ hành thì lưỡng thổ được coi là đại cát. Hàng năm thì chúng ta đã đề cập đến cái tên gọi và định nghĩa của các tên gọi. Trong cái phần này chúng ta không bình luận thêm về những yếu tố trên, chỉ bàn về các vị trí sắp xếp trong biểu tinh, và sau đó chúng ta sẽ chuyển các vị trí này sang các phần thực tiễn để thuận tiện cho việc ứng dụng. Vị trí thứ hai là sao Cửu Tử. Cửu Tử hỏa tinh đang đóng tại phương Tây Bắc, hay còn gọi là cung Càn. Vị trí thứ ba là vị trí chính tây, nhất bạch thủy tinh đang đóng tại đây. Vị trí thứ tư là vị trí của đông bắc thì nhị hắc thổ tinh đang đóng tại cung Cấn. Vị trí thứ năm là tây nam, ngũ hoàng thổ đang đóng tại đây. Vị trí thứ sáu là vị trí của chính đông, lục bạch kim tinh đang chấn áp vị trí chính đông. Tiếp đến phương vị của đông nam là thất xích kim tinh đang đóng tại đây. Và vị trí chính nam là tam bích mộc tinh, và vị trí cuối cùng tứ lục mộc tinh đang đóng tại chính bắc. Như thế là chúng ta đã hoàn chỉnh cái phép quan sát của các vị trí kiểu tinh trên cái bản đồ trường khí năm 2019. Trong toàn bộ các cái nhận xét trên, rõ ràng chúng ta đã tìm được ba vị trí thông tin quan trọng cơ bản. Vị trí đứng đầu được gọi là cát tinh chủ quản của toàn năm trong các trường khí đại cát, đó là vị trí chính tây. Về màu sắc là màu trắng, phương vị là tây cục. Trong nhân sự thì ứng với con gái thứ ba, tức là gái thứ. Trong tạng phủ thì được xác định là phổi. Và trong cái không gian và thời gian là giờ Thân Dậu. Trong số đếm là số 7. Tôi có khái quát các thông tin trên. Các thông tin trên đều có liên quan đến toàn bộ các vận động xung quanh của thế giới xung quanh chúng ta, được biểu kiến vào năm 2019. Và có lẽ để thuộc tính chính xác
sẽ bắt đầu từ 15:30 ngày 30 Tết, tức là ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch năm 2019. Đó chính là thời điểm của ngày và giờ bắt đầu mở màn cho một năm mới. Cái vị trí cát khí thứ hai là vị trí của chính nam. Có một số thông tin cho rằng tam bích đang đứng tại vị trí chính nam, là những cái vị trí mà gây những cái điều mà họ cho không may mắn. Việc định nghĩa về cái tam bích mộc tinh nguyên thủy là vậy, nhưng trong những trường hợp mà ngũ hành của nó được tương sinh lẫn nhau, tương hỗ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thì đây đều là những yếu tố được đánh giá là cát khí. Tam bích mộc tinh ngũ hành thuộc mộc, đứng tại vương chính nam, mộc hỏa tương sinh nhau, do vậy vị trí chính nam trong kỷ tinh của năm 2019 là một vị trí cát khí thứ hai. Tất cả những yếu tố từ màu sắc, sức khỏe trong con người là tim, là ruột non, rồi trong cái nhân sự trong một cái gia đình thì con gái thứ hai tức là trung nữ, rồi tất cả các cái biểu trưng trong cái lực lượng công an, quân đội, tòa án là những biểu trưng của vị trí này, thì năm 2019 sẽ là một năm sau nhiều cái chặng đi của nhiều giai đoạn, thì đây sẽ là một cái năm mà tạo được cái nền tảng tốt, và có lẽ là cái nền tảng này sẽ là một cái đà để phát triển cả những cái quá trình sau này, chứ không phải chỉ là năm 2019. Yêu cái vị trí thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đó là vị trí của chính bắc, cũng giống như tam bích mộc tinh thì tứ lộc mộc tinh đang đứng tại vị trí của chính bắc, do ngũ hành tương sinh của mộc và thủy, với cái bản chất tiên thiên của số 4, tức là vị trí đông nam của tiên thiên, thì do thủy dưỡng mộc, do vậy mà chúng ta quay trở lại vị trí của chính tây, nhất bạch thủy tinh đang đứng tại cái phương vị này. Đây là hai cái phương vị của nguồn và gốc của các cái phát sinh đại khác. Do vậy mà với tôi ấy, thì cho rằng các cái công việc mà đang có liên quan đến thi cử, học hành, nền tảng cho các cái địa vị và các danh vọng trong cái đấu tranh vào năm 2019, thì hai vị trí Tây và Bắc đều được sử dụng một cách triệt để cho cả cung phi gồm có Đông Tứ và Tây Tứ. Tóm lại là mọi người có ba vị trí đại cát trong năm 2019, thì cái vị trí tốt nhất chính là vị trí chính Tây, và còn lại là hai vị trí trung cát là Nam là Bắc. Còn trong các trường hợp, các cái phân bố, các ý nghĩa, các cái điều kiện mà còn lại các cái vùng trường khí, thì chắc là bằng các cái kinh nghiệm, kiến thức và các giải pháp, các phương pháp từ truyền thống lẫn các công trình khoa học hiện đại, chúng ta có thể khắc phục để triệt bỏ bớt những cái rủi ro để chuẩn bị cho một năm mới tốt hơn. Kế tiếp thứ hai, bàn về mặt trường khí, vận khí và tiết khí, với tất cả những yếu tố này có liên quan trực tiếp đến cái đời sống sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta đều biết rằng năm giáp kỷ, khí vận là khí hóa thổ. Trong đó thì rơi vào năm cụ thể như năm 2019, thì đây là một năm bất cập. Khí hóa không còn giữ được nguyên vẹn và đã bị khí đối lập lấn lướt,
và làm chủ toàn khí vận của toàn năm. Khí đối lập được xác định là mộc khí. Cho nên năm 2019, trong toàn bộ cái học thuyết vận khí, họ đã xác định đó là một năm có tên gọi nguyên văn: quyết âm phong mộc tư thiên, thiếu dương tướng hỏa tại tuyền. Do vậy, mặc khí của mộc cục mạnh vượng hơn, lấn lướt toàn bộ khí chủ của toàn năm. Thì cái cách nhìn này được ví von như thế này: là vạn vật đều trở nên xanh tốt trong cái đất đai phì nhiêu của trường khí, nhưng do nó xung đột, nó mâu thuẫn, chia khắc lẫn nhau một cách tiêu cực, hoặc là cái gọi chữ bất cập, hai cái nghĩa dù là nó không sát nhau nhưng chúng ta dễ hình dung, để tôi nói để dễ hình dung, thì cái kết quả gần như chúng ta tay trắng với cái kết quả đó. Cái thông tin này là một thông tin quan trọng cho thấy khi chúng ta đầu tư làm việc vào những cái ngành nghề quy nạp bởi các thuộc tính ngũ hành thì phải rất thận trọng, vì đã có những thông tin mách trước cho chúng ta rằng một cái cây mà được gieo trồng trên một cái nền đất lúc thì khô hạn, lúc thì có gió to, thì khó có thể có những cái quả đồng hòa kết trái một cách an toàn. Đây là cái bí von, nhưng để chúng ta cũng rất thận trọng trong vấn đề ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Trong cái phép số đếm của tiền nhân của hệ can chi, như hàng năm chúng ta đã nói, nếu như nhiều châu thì năm đó làm ăn thuận tiện phát triển, ít châu thì sẽ gặp đói kém, mất mùa, vân vân. Thì năm nay, bàn về thời tiết, bàn về tiết khí, trong cái thành ngữ của các chuyên gia phương Đông truyền thống, người ta đã nói trong số đếm của hệ thiên can, nếu năm nào trong vòng 10 ngày đầu tiên có chữ bính, chữ đinh nằm trong 10 ngày đầu tiên của năm, năm đó sẽ có hạn hán. Quay trở lại năm 2019, ngày bính tý rơi vào ngày mùng 4 Tết, ngày đinh sửu rơi vào ngày mùng 5 Tết. Bính đinh tạo đại hạn, chỉ bằng hệ can chi không thôi, chúng ta đã thấy ông bà ta đã có một kinh nghiệm chọn lọc và cái chất lọc thông qua các học thuật để rút gọn cho dễ hiểu. Còn thêm nữa, họ muốn chi tiết nữa là bao giờ hạn, hạn ở thời điểm nào, bởi vì người đi ta khơi người ta cũng cần phải biết thông tin này, người gieo trồng người ta cũng phải biết thông tin này, người đốt lò gạch người ta cũng phải biết thông tin này, và vân vân. Thế thì những ngày của đầu năm có ngày kỷ mão trong 10 ngày từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, thì năm 2019 ngày mùng 7 Tết là ngày kỷ mão, được xác định là 6 năm 6 tháng đầu năm chúng ta sẽ vấp phải hạn hán, và 6 tháng còn lại thỉnh thoảng sẽ có những trận cuồng phong lớn, có thể lớn hơn tất cả những cái năm mà đã đi qua. Thế còn các cái ngành nghề trong năm 2019 thì do các cái thuộc tính của tiết khí và hậu của phần trên chúng ta vừa bình luận, thì các ngành nghề khai thác khoáng sản, chế tạo máy điện tử, bất động sản, vân vân sẽ phát triển rất tốt vào năm 2019 do các thuộc tính vật chất và các trường khí chúng ta đã phân tích ở phía trên. Thế còn các cái ngành nghề gieo trồng, canh tác, nhất là ở những vùng núi cao, thì chúng ta đã phải có một cái biện pháp lường trước các cái bất thường của thiên tai, có thể xảy ra mưa to, gió lớn, rồi qua nó lại có những cơn hạn hán.
kéo dài là những cái yếu tố mà chúng ta rất là thận trọng. Thế còn tới năm 2019, cá nhân tôi đánh giá 15:30 ngày 30 Tết, tức là ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch năm 2019, đã bắt đầu cho một năm vận khí. Còn từ 0 giờ ngày 30 rạng sáng ngày mùng 1 Tết là khoảng thời điểm của toàn bộ các cái trường khí của mặt trăng. Đây là hai cái đường chéo của trường khí âm dương, mà trong mỗi một công việc, mỗi một sự kiện, chúng ta có thể xử lý và vận dụng các thông tin trên. Nhân một năm mới, một vài cái đóng góp, một vài cái nhận xét cho tất cả các anh các chị, chúng ta tiện tham khảo theo dõi và có thể để vận dụng và ứng dụng trong các cái điều kiện sinh hoạt của mình. Thiên thời địa lợi và nhân hòa chính là chìa khóa được mở tung cho các ước mơ của chúng ta.